Dậy sớm để thành công là đúng hay sai? Xin chào, Tim Cook, CEO của Apple đã từng có một chia sẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở cái tuổi 60, ông vẫn dậy làm việc từ 3 giờ 45 phút sáng mỗi ngày. Hay một nhân vật đình đám khác là Indra Novi, cựu CEO của hãng nước ngọt Pepsi. Ông cũng chia sẻ mình thường bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Và từ đây, câu nói dậy sớm để thành công bắt đầu là nguồn cảm hứng với rất nhiều người. Thậm chí, một số người còn đặt đồng hồ báo thức từ 3 rưỡi, 4 giờ sáng với hy vọng quãng đường trở thành triệu phú của họ sẽ ngắn hơn một chút. Thế nhưng, sự thật là gì? Dậy sớm có thần thánh như những gì mọi người nói không? Hãy để kiến thức thú vị giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé! Đầu tiên, việc dậy sớm thực sự mang lại cho bạn rất nhiều năng lượng tích cực. Nếu ngay sau khi ngủ dậy, bạn đã đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi chiếc giường êm ái và dành 20 phút cho việc tập luyện thể dục, thì lúc này cơ thể của bạn sẽ sản sinh ra hai chất rất quan trọng, đó là dopamine và serotonin. Dopamine là một hormone hạnh phúc có vai trò điều khiển hệ thống khen thưởng trong não bộ. Đơn giản như việc khi được sếp hay ai đó khen ngợi trước rất nhiều người thì bạn sẽ có một cảm xúc lâng lâng khó tả. Và chính xác thì điều này đến từ dopamine. Ngoài ra thì việc luyện tập vào buổi sáng cũng kích thích cơ thể sản sinh serotonin. Hormone này sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng. Đó cũng là lý do giải thích cho việc sau khi vận động thì bạn sẽ thấy cảm hứng tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Vì những tác dụng trên mà một số người đã tìm đủ mọi cách để dậy sớm. Thế nhưng không phải ai dậy sớm cũng làm được điều này, bởi quan trọng nhất là bạn phải có một giấc ngủ thật chất lượng. Có thể bạn rất ngưỡng mộ Tim Cook vì ông đã bắt đầu một ngày vào lúc 3 giờ 45 phút sáng, nhưng bạn lại không biết ông lên giường đi ngủ vào lúc 8 giờ 45 mỗi tối hàng ngày. Như vậy ông vẫn ngủ đủ 7 tiếng. Còn nếu bạn vùi đầu vào làm việc hay combat nốt trận game đến 12 giờ đêm và thức dậy vào lúc 5 giờ sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, não của bạn vẫn sẽ hoạt động một cách năng suất. Lúc này các tế bào não sẽ co nhỏ lại. Sự co nhỏ này chính là điều kiện để loại bỏ những độc tố là nguyên nhân của căn bệnh Alzheimer. Sau khi sinh xong, phụ nữ thường bị thiếu ngủ. Chính vì vậy, trí nhớ của họ đã ảnh hưởng đáng kể. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao phụ nữ nói sinh xong, não của họ phẳng chẳng khác gì cá vàng rồi đấy. Chưa hết, cố gắng dậy sớm khi cơ thể chưa sẵn sàng cũng làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Khi thiếu ngủ thì các dây thần kinh sẽ phải kết nối quá mức, khiến bạn trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn rất nhiều. Lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, xã hội của bạn. Không chỉ như vậy, giấc ngủ còn giúp hệ miễn dịch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và cả năng lượng được phục hồi. Chính vì vậy, khi cơ thể không được nghỉ ngơi đúng cách, bạn sẽ dễ gặp phải những căn bệnh khó lường như tiểu đường, ung thư hay thậm chí là đột quỵ. Theo nhà khoa học thuộc Đại học Nam Đan Mạch, hormone testosterone của nam giới sẽ bị ảnh hưởng nếu cái mày râu không ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. Cụ thể là giảm tới 28% lượng tinh binh trong cơ thể. Đây đúng là một điều đáng lo ngại và chắc chắn là bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng thiếu ngủ nguy hiểm đến mức nào. Thực chất thì thành công lại chẳng liên quan chút nào đến việc dậy sớm hay muộn, bởi vì mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Thậm chí với nhiều người, thành công chỉ đơn giản là bạn có thể ngủ muộn một chút vì họ bị bệnh mất ngủ. Còn nếu thành công với bạn là xuất sắc trong công việc và kiếm được nhiều tiền thì dậy sớm cũng chưa chắc. Theo một số nghiên cứu, nếu dậy sớm bạn có thể ít căng thẳng hơn những người thức khuya. Tuy nhiên, những người thức khuya lại có xu hướng làm việc tốt hơn về trí nhớ, độ xử lý và khả năng tập trung của họ cũng cực kỳ tốt. Và chỉ cần ngủ đủ giấc, sinh hoạt một cách điều độ, cơ thể của họ vẫn khỏe mạnh như những người dậy từ rất sớm. Bạn cũng đừng quên Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, luôn bắt đầu ngày mới vào lúc 8 giờ sáng. Và giờ thì ông ta đứng thứ tư trên bản đồ những người giàu nhất hành tinh với khối tài sản lên tới 87,8 tỷ đô. Tác giả Thomas C. Coley cũng đã dành 5 năm để nghiên cứu 177 triệu phú tự thân. Cuối cùng ông cũng đưa ra được một kết luận là có gần 50% số người thức dậy sớm trước 3 giờ sáng khi bắt đầu làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc hơn 50% những người còn lại hoặc là dậy bình thường hoặc cũng có thể là ngủ nướng. Nói chung, ý tưởng của câu nói dậy sớm để thành công chỉ nên hiểu đơn giản là chúng ta hãy vượt qua chính mình, đập tan sự lười biếng của bản thân. Chứ còn để thành công thì dậy sớm thôi chưa đủ. Và thường thì cũng chẳng cần thiết, đa số dậy sớm chỉ để tập thể dục, chứ có mấy ai làm gì nữa đâu. Muốn thành công thì tốt nhất là hãy thật giỏi trong chuyên môn của bạn, học những kỹ năng mềm quan trọng và luôn cố gắng sáng tạo trong công việc để tăng cao gấp nhiều lần hiệu suất của mình
thì lúc đó bạn mới thành công được. Thế còn chỉ cần dậy sớm là thành công sẽ đến, thì cũng như chỉ cần đọc sách là sẽ nhiều tiền, hay chỉ cần có bằng là biết lái xe. Sự thật thế nào thì các bạn cứ hỏi các chị Ninja Lead là biết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.